Nam Mô A Di -đà, Đà Phật. Xin mở trang 130. Câu E. Có ban hộ niệm chưa được học tập qua pháp hộ niệm, chỉ dựa theo tập tục thế gian nên tạo ra sơ xuất Đúng như vậy. Đúng. Tập tục thế gian nhiều lắm cứ người trước làm sao người sau làm vậy làng kia làm sao làng này làm vậy ông già nói sau tuổi trẻ làm theo cứ thế mà làm làm thành một thói quen gọi là tập tục không có một căn bản nào để mà mình xác định đó là chánh pháp người hộ niệm có nhiều khi sởi cứ nghĩ hộ niệm là giúp cho người chết được cái gì đó trên nghe hồn niệm như vậy liền nghĩ ngay đến cái tập tục thế gian khi mà một người trong gia đình chết người con trưởng ra đứng trước sân kêu ba hồn chính vía ông gì đó kêu chính nhiều lắm để cho linh hồn người đó ra đi có nhiều cái chuyện lạ lùng tất cả chỉ là cái tập tục thế gian nghĩ sao làm vậy hoàn toàn kinh phật không có nói xin chưa vị nhớ hộ niệm là dựa theo pháp của Phật để mình giúp cho người bệnh niệm Phật cầu sanh tây phương cực lạc mà được vãng sinh chứ không phải kêu ba hồn chính vía gì hết có nhiều tập tục khi người sắp chết thì chuẩn bị gạo nếp vàng rồi gì đó tiền bạc gì đó tiền tiền ông phú ông tinh chết chồng cậy miệng ra đổ nếp đổ gạo vào miệng có những chuyện đó Xin chư vị đừng nên làm Chúng ta phải làm đúng chánh pháp Câu F Có ban hộ niệm không vững nội quy Thành viên không hợp nhất Tạo ra từ trường không tốt Mất sự cảm ứng đạo giao Đúng không chư vị? Đúng. Nhiều, nhiều lắm Có nhiều người thì thông minh trí huệ sao đó biết Trong khi ban hộ niệm đang làm Tự nhiên đứng lên Khai thị này khai thị nọ đây là cái do nội quy không nắm vững mà làm lộn xộn môi trường có nhiều người tự cho mình là được cảm ứng quán thế âm quang thánh hay là cái bồ tát gì đó đem đứng lên khai thị, nhìn lên nhìn xuống xin thưa thẳng với chư vị khi đi hồn niệm gặp những trường hợp đó các vị tổ trưởng nên thăng thắng mời ra trước đây ông cũng đã thăng thắng mời ra một người Tại vì đang hồ niệm tự động đứng lên nói là tôi là có được quán tới âm tới khải thị rồi làm cái này cái nọ được tôi biết người này mấy giờ chết mấy giờ, mấy giờ ra đi rồi nói lung tung men hết mà thực ra thì hoàn toàn không có đó là vọng tưởng một người là cảm ứng tới bồ tát cảm ứng tới phật không bao giờ có những cái động thái mà hên hoan khoe này khoe nọ xin thừa thắng với quý vị không có là không có cho nên một người thực sự đã chứng đắc không bao giờ khoe ra một người đã khoe ra không phải là người chứng đắc thực đó là vọng tưởng coi chừng không có sám hối những cái lỗi lầm của mình đưa đến cái chỗ thần kinh tê liệt hồi nào không may đây không phải là do pháp phật tạo ra mà do vì vọng tưởng tạo nên bị oán thần trái chủ cài thế đưa mình vào chỗ đường cùng bị kẹt mong chú vị chú ý một lòng một dạ thành tâm thành kính mà đi hồ niệm thì sẽ được chư phật gia trị chư Bồ Tát gia trì, chư hộ pháp bảo vệ cho mình, đó mới là người thực sự hộ niệm. Nếu tự nhận mình có năng lực nào đó, coi chừng bị trở ngại. Đây là do mình đi sai đường, không đúng pháp chứ không phải là pháp hộ niệm tạo ra như vậy. Câu d có ban hộ niệm ít chú trọng nêu rõ nội quy hộ niệm cho gia đình biết, nên hộ niệm thường bị trở ngại, đúng không? Đúng. Câu f là nói người hộ niệm không vững quy luật hộ niệm. Còn câu này là nói ban hộ niệm biết rõ quy luật hộ niệm mà không nêu rõ cái quy luật hộ niệm đó cho gia đình. Không đòi hỏi gia đình phải chấp nhận, tôn trọng cái quy luật hộ niệm. Thành ra là trước khi hộ niệm không có bàn kỹ với gia đình. Không dặn dò gì gia đình hết cho nên hai ba tuần hộ niệm là bắt đầu. Xào xáo đủ thứ gia đình thì nói vào ban hộ niệm nói ra người thân này nói ra gia đình này nói vào cứ thế mà lục đục với nhau đưa đến cái chỗ là đổ vỡ phiền não chính vì thế xin các ban hộ niệm nên chú trọng về cái quy luật hộ niệm cho gia đình cái nào của gia đình mình làm việc với gia đình trước khi hộ niệm phải đọc thắng những điều quy định nói rõ từng điều từng điều không được đọc lướt qua mà đọc dán rõ từng điểm từng điểm nói rõ và đòi hỏi gia đình phải thực hiện không thực hiện thì mình đành chịu thua chính vì thế mà khi đi hội niệm cho một người mà gia đình không có tham gia vào thì chúng ta có thể uyển chuyện nói qua nói là hai ba lần nhưng mà khi hai ba lần mà gia đình vẫn không có làm việc thì đành phải rút lui chứ không cách nào khác hơn xin thưa tặng với quý vị tất cả những cái quy luật đó mà gia đình đều nắm vững hết Gia đình được cộng tác chặt chẽ Thì cái cơ hội phản tranh của người bệnh Lên cao lắm Còn gia đình mà không chịu tham gia Thường thường cản trở Chỉ vì niềm tin không đủ Thì thường thường không cách nào Có thể hộ niệm được Mà có hộ niệm thì sau cùng Thường cũng sinh ra Tiền não đủ thứ Mong cho vị hiểu được như vậy Một lần đi hộ niệm Chúng ta phải chuẩn bị một trăm ca có mười ca là những ban hộ niệm hướng dẫn kỹ gia đình và gia đình thực hiện đầy đủ thì mười ca đó có nhiều hy vọng thành công còn chín chục ca kia nếu chúng ta không làm việc kỹ quy luật trợ niệm thường thường chín chục ca kia bị trở ngại cho nên xin thưa với chữ vị phải nắm vững từ đầu thà rằng là nắm cho vững rồi sau đó đi hộ niệm đừng có nên đi hộ niệm trước rồi từ từ mới giải quyết vấn đề quy định sau. Nhiều khi mình tạo ra phiền nào. Cho nên phải nói quy luật phải vững. Mong như vị phải nhớ. Chính vì vậy mà những người trong thân nhân, trong gia đình chúng ta, nhiều có nhiều người cũng vì tình cảm, vì quá quen quá biết. Làm sao đây? Thí dụ như gia đình một người đọc tu Nhưng mà trong gia đình đó người ta không có nắm vững quy luật. Mình nói thẳng đáng trước, không có hy vọng. Tôi chỉ làm hết sức nhưng mà tại vì gia đình không có thống nhất vấn đề quy luật Cho nên rất là khó Nói trước cho biết là nếu mà có chuyện gì mà trở ngại Thì chúng tôi cũng định bó tay Tại vì chúng tôi làm việc hết sức rồi Đừng có bao giờ mà đưa vào cái chỗ mà gọi là Hy vọng một cách mờ mờ ấm ám, ám rồi sau cùng Cái sự tóc vọng nó não nề quá nó sinh ra chuyện khác Nói thẳng đấy Thì cái nào khó mình nói có Chứ đừng bao giờ nói là đưa tôi hộ niệm là được chắc chắn hoàn thành chúng ta không nói là bảo đảm sẽ được vãng sanh đừng có tạo cái gọi là cái vọng tưởng cho gia đình điều này có ảnh hưởng không tốt về sau Mâm cho bị chú ý câu hát có người hộ niệm mà lại khởi vọng tưởng sai lầm rằng mình có năng lực đặc biệt cứu người vãng tranh nên tạo ra sơ xuất đúng không chưa vậy đây là cái trường hợp xảy ra rất nhiều sau một thời gian hộ niệm thấy có thành quả tốt chạy ra tuyên bố rằng chỉ có ban hộ niệm của tôi mới làm đúng tôi có năng lực đưa người vãng sanh tôi có năng lực giúp người này vượt qua ách nạn gì đó tôi có năng lực làm cho vượt qua trình tử luân hồi đây là cái vọng tưởng vô cùng lớn có những người sau khi hộ niệm thấy thân sắc cứng đờ thôi chưa vị đứng ra bên tôi dùng cái pháp này làm cho người này vãng sanh tại phương cực lạc nếu thật sự là một cái pháp mà có thể làm cho người đó vẫn tại sao ngay từ đầu có ứng dụng liền đi cho rồi bắt người ta niệm phật làm chi mấy ngày cả tháng không được rồi sau cùng làm cái pháp đó chừng năm mười phút nói người đó vẫn ra rồi đây là sự vọng tưởng vô cùng có người vọng tưởng có người vọng tưởng quá đáng một người mà ra đi chính tâm không vững nói thẳng người bệnh đấy nguyên tâm không tha thiết dẫu cho chư Phật mười phương tống đại quang minh tại tại đó cũng không thể nào cứu được cái tận tức người này vãng tranh tại phương cực lạc tất cả đều do chính tâm của mỗi người thực hiện lấy con đường tương lai của mình người hộ niệm là hướng dẫn làm sao nhắc nhở làm sao động viên tinh thần người bệnh cho được để người bệnh vững vàng tin tưởng và quyết lòng vãng tranh hai cái điểm này giúp cho họ vãng tranh còn niệm Phật mà nhất tâm bất loạn niệm Phật mà cho sâu thì phẩm hành nó cao. Niệm Phật mà yếu quá nhưng mà trong giây phút ra đi, tín tâm vẫn nguyện tâm tha thiết, tán tâm, loạn tâm thì Phật cũng được phản trình. Nhớ chưa kỹ, đừng có nghĩ là chúng ta cứ lý này lý nọ, nào, pháp này pháp nọ, tưởng là mình ngon, đến lúc mình lâm chung mê mê hồ hồ không thể nào phản sanh được. Không bao giờ, không bao giờ. Nên nhớ, cả những cái công phu, tất cả những cái đường tu hành gì của mình. Làm sao trong lúc lâm chung mà thực hiện trách được cái đó, thì bạn sẽ thành công những cái gì mà bạn đang mong muốn. Còn bây giờ thì mình nó ngon, nhưng lúc đó mình mê mê hồ hồ, tôi gọi là con tứ nghiệp đã thay đổi tất cả cái hành trình tương lai của mình rồi. Chính vì thế mà cái hộ niệm đó là giúp cho cái giây phút còn tứ nghiệp đó chuyển xây tất cả những ý niệm, chuyển đổi tất cả những hành động tất cả những cái gì mà tương lai của mình nó nằm ở chỗ ý niệm cuối cùng đó. Cận tử nghiệp lại như vậy. Thành ra mình không hiểu chỗ này. Bây giờ mình tu hành, mình nói ngon lắm. Đến lúc nằm xuống rồi, mình hoàn toàn là thụ động. Mà nghiệp chứng chủ động thì nghiệp chứng nó dẫn đi đâu. Mình đi đó gọi là nghiệp nào nặng, nó dẫn mình đi. Mong dù vị hiểu được như vậy thì ngày ngày chúng ta niệm Phật cầu vãng thanh phải cầu vãng thanh tại phương tha thiết cái lòng tin phải vững vàng để lúc đó ta niệm phật không được nhưng mà niềm tin ta vững ý nguyện ta vững thì ta tán tâm niệm phật niệm theo đại chúng mình cũng được vãng tranh dẫu là hạ phẩm hạ phẩm vẫn được thành đạo còn nếu mà lúc đó mà mê mê hồ hồ thì hạ phẩm không bảo đảm thì đường thành tựu ở đâu cho nên ngài ngỗ đại sư nói tín tâm cho vững nguyện bản thân cho tha thiết thì sẽ được phản tranh. Còn bây giờ là chúng ta niệm Phật, niệm cho sâu, niệm đừng niệm lấy lệ, thì lúc đó nhờ cái niệm này mà tạo cái phước, chúng ta an nhiên hơn những người thiếu phước để chúng ta tiến lên cây phẩm tốt hơn chuẩn bị với chú ý chỗ này câu y Hổ niệm không chuyên nhất niệm phật cứ xen tạp các pháp lạ mà tạo ra sơ suất đúng hay không Được. rất nhiều người ưa làm cái chuyện này từ cái chỗ tín tâm không vững cho nên hộ niệm thường bị vướng phải những cái trở ngại trở ngại này trở ngại nọ bây giờ mới nghĩ ra là phải dùng cái pháp này ứng vô dùng cái pháp kia ứng vô thêm cái này thêm cái nọ trong khi đó mình thấy ví dụ như từ trước tới nay hồi giờ giữa âm hộ niệm chưa bao giờ xen tạo một cái gì hết Nhưng mà vẫn có người ra đi tốt như thường Mình thấy uh, cái cụ mà gì nào, Quảng Hà Quảng, Quảng, quán Hà gì đó Của uh, của bác Quảng Tịnh uh, hồi Niệm đó Cũng có một câu a di đà Phật Mà đã đi thân tướng tốt đẹp như thường còn khi mà mình nghĩ rằng là còn phải thêm cái này còn thêm nọ lại ngay lúc mình nghĩ như vậy chứng tỏ là cái niềm tin về câu a di đà phật không vững trở lại lời của ngài Ngọc ích tín tâm không vững Do đó mà đường vận tranh không vững Người hồ niệm tín tâm không vững Cho nên tạo sự không vững đó cho gia đình Tạo sự không vững đó cho người bệnh Thành ra mới vay mượn những cái khác Tưởng là vay mượn những cái khác Phá đi nghiệp chứng sang bằng nghiệp chứng Mà thực ra một câu niệm Phật Cho thành tâm phá tan 80 ức kiếp nghiệp chứng Trọng tội như vậy mà không hay Một câu A-di-đà Phật Thành tâm niệm lên một điểm tắc sanh là lời của Phật dạy mà nhiều người không để ý tới. người ta chỉ nói cần phải đọc hết một cái cái từ bị thứ sáu mới tham mối nhưng mà thực ra một câu a di đà phật là đầy đủ một câu a di đà phật là đại pháp tham mối mà người ta không hay người ta cứ tưởng là phải gieo quế để tìm cho được cái 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 nghiệp của mình nó như thế nào rồi phá cho tung nó đi theo cái pháp gọi là địa tạng sám nguyện mới là sám mối nhưng mà thực ra Bây giờ Ngài Đại Tạng có gặp chúng tranh cũng biết Các con phải niệm Phật đi để trở về Tây Phương cực Đạt Niệm Phật bây giờ chính là niệm A-di-đà Phật Tại vì một câu A-di-đà Phật là tam tạng kinh điển mà Rõ rệt mà Một đạn tạng kinh nó nằm trong câu A-di-đà Phật mà Những người mà nghiên cứu này, nghiên cứu ngọ lý luận đủ thứ rồi Ngài triệt ngộ đi một câu A-di-đà Phật là đại tặng tặng luận trong đó Chứ vì cứ niệm Phật đi niệm một đến một lúc nào đó Tự nhiên bao nhiêu Pháp giới hình như từ câu A-di-đà Phật ứng ra mà không hay cho nên mong cho vị phải giữ vững niềm tin ngài mộng đông đại sư luôn luôn căn cứ vào niềm tin người nào không có niềm tin thì bị rớt đại chính vì thế mà ngài ân quan đại sư nói không có niềm tin vững vàng cho nên nguyện vãng tranh không tha thiết dẫu cho niệm phật đến gió thổi không qua mưa rơi không lọt cũng không được phản tranh tất cả đều ở niềm tin mong cho vị giữ vững để đi cho nó đúng thì một câu A-di-đà-phật tròn đầy Pháp Hộ niệm giúp người vãng tranh Tây Phương Cực Lạc Nam-mô A-di-đà-phật A-di-đà-phật Siêu phá âm như lái Vàng khắp đất trời Thấm sâu vào lòng đời Cho mưa hiền gió nhẹ